Đồ chơi chị em Nha Trang xin chào tất cả mọi người nha. Thì đây trước mắt mọi người đây là một chiếc xe địa hình cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Thì bây giờ em sẽ quay sơ cho các anh các chị xem và test các nút công tắc đèn nhạc còi cho các anh chị xem nha. Đây thì em sẽ quay sơ ngoại hình cho các anh chị xem nè. Đó, đây là bánh xe, đây là bánh xe, là bánh đúc nha. Bánh đúc thì rất là khó mà bị lủng được đó, nhìn bánh xe rất là bự, rất là đẹp luôn. Đây, cửa đây, đây là cửa nè đó, có cái đồ để mình mở ra được luôn nha. Đây, như một chiếc xe thật thụ luôn đó, rất là đẹp luôn nha. Đây, đây là chỗ ngồi nè, nó sẽ có một cái dây đai an toàn, khi mà bé ngồi vô thì mình thắt được lại cho bé để bé ngồi chơi an toàn hơn nha. Đó, hai cái bánh xe, hai cái cửa này, bánh xe rồi nè, ở đằng sau này đó, cực kỳ đẹp luôn đó, rất là thích luôn nha. Cái vô lăng này mình quay ra quay lại đều được luôn nha đó, điều khiển được xe qua trái qua phải được luôn nè. Đây, và đây sẽ là công tắc, và đây là chân ga đó. Thì bây giờ em sẽ mở cái công tắc lên nha. Đó, khi mở công tắc lên là sẽ ở đằng trước xe này nó sẽ phát đèn nè đó, đèn mở lên. Đây, ở đây là nó sẽ là còi, đây là đây là đèn nhạc, nhấp một lần là sẽ chuyển qua các bài nhạc khác nha. Đó, còn ở bên đây sẽ là còi cực kỳ to luôn đó, ở bên đây là các chuyển chuyển nhạc nè. Nhấn nút chuyển nhạc đó, cực kỳ đẹp luôn. Còn ở bên đây á sẽ là một cái công tắc, khi mở lên là đẹp chân ga, là xe sẽ đi tới. Còn công tắc ở dưới đây là khi đẹp là sẽ nó sẽ lùi, nó sẽ lùi chân ga lại. Còn cái nút này á là khi mà các bé mà các mẹ mà bận á, mà các bé chưa đẹp được chân ga, hay là các mẹ không điều khiển được bằng cái điều khiển á, thì khi các bị các chị mở các mẹ mở cái này lên thì nó sẽ tự đi nha. Đó, đó, nó sẽ tự đi như thế này luôn đó. Khi tắt thì nó sẽ tắt đây, và nó sẽ kèm theo một cái đồ điều khiển nữa nha. Đó, cái đồ điều khiển như hình như thế này đó. Khi mà mình dùng chân ga thì mình sẽ không dùng điều khiển, mà khi mà mình dùng điều khiển thì mình sẽ dùng chân ga. Các chị không được tích hợp hai cái liền, sẽ không có xe sẽ không có di chuyển được, và nó sẽ không có ấy được nha. Đó, thì khi mà xe đều kèm theo một củ sạc như thế này để sạc khi xe hết pin đó. Đây, thì đây là tổng thể một chiếc xe địa hình như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Mà mấy chị thích mẫu này thì inbox cho fanpage bên em, để bên em nhắn tin và rip để tư vấn cho các anh các chị mẫu xe này nha.